rất ngon, mùi rất thơm. Cho vô một ít bột bắp để tạo cái độ sánh cho nước sốt. Rất ngon, tuyệt vời, nhanh gọn lẹ. Làm cua rang me kiểu này nó nhanh mà thơm, ăn ngon. Mình có 2 con cua gạch 600g. Bạn lấy mai rồi làm sạch, làm cho sạch sẽ. Cái mai mình cắt bớt đi cho nó đẹp. Giờ cắt con cua ra làm đôi. Nếu cua lớn thì mình cắt làm 4. Cho vô cái đĩa. Đẩy cái mai của nó lên. Cho cua vô hấp. Các bạn thích chiên thì mình chiên, hấp đỡ tốn dầu. Các bạn hấp cho mình 15 phút cho cua nó chín. Mình có 100g me. Cho vô 150ml nước sôi. Rồi ngâm để lấy nước cốt me. Mình dùng đờ chế ướp sừng, cắt sợi. Ngâm vào nước lạnh. Một ít hành lá, cắt sợi luôn. Ngâm chung. Rồi, cua đã chín, rất là thơm. Cho một cái tô. Cho phần nước sốt hấp cua vô. Lấy phần nước cốt me. Lấy vừa đủ. Tùy theo me chua hay ngọt, bạn nêm nếm theo hội gia đình. Cho 3 muỗng canh tương cà, 3 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê nước mắm cho có vị thơm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối, chút xíu bột ngọt, 1 muỗng cà phê dầu mè, ở trộn đều. Các bạn điều chỉnh vị chua ngọt theo khẩu vị gia đình. Đây là súp me. 2 muỗng canh dầu ăn, 40g bơ, 2 muỗng canh tỏi băm, xào cho tỏi nó thơm. Bây giờ cho cua vô, xào khoảng 2 phút cho cua nó thơm. Đây là cua rang me, làm tại nhà mình lấy thịt, rất ngon. Làm nhanh, gọn lẹ, đỡ tốn dầu, đỡ tốn công, ngon bổ rẻ. Rồi cho súp me vô. Cua rang me ăn bánh mì cho nên hơi nhiều nước sốt một chút. Nấu khoảng 3 phút cho cua nó thấm, nước sốt nó cạn lại. Rồi sau 3 phút nước sốt nó sánh sánh lại. Rất ngon, mùi rất thơm. Cho vô một ít bột bắp để tạo cái độ sánh cho nước sốt. Rất ngon, tuyệt vời, nhanh gọn lẹ. Làm cua rang me kiểu này nó nhanh mà thơm, ăn ngon. Cho nước sốt lên. Hành với ớt.